Chào mừng các chị đến với Nu88. Chị có biết rằng việc sử dụng máy rửa mặt không đúng cách có thể làm tổn thương da của chị, thậm chí còn tệ hơn việc không rửa mặt chăng? Nhưng đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá 10 sai lầm thường gặp khi sử dụng máy rửa mặt Lumi Spa IO của Nu Skin. Các chị hãy chuẩn bị bất ngờ và cùng Nu88 đảm bảo rằng mỗi lần chăm sóc da đều là một trải nghiệm hoàn hảo. Đầu tiên, việc sử dụng gel rửa mặt không phù hợp. Máy Lumi Spa IO được thiết kế để hoạt động tốt nhất với gel rửa mặt của Nu Skin. Nếu sử dụng sản phẩm khác, máy có thể không hoạt động hiệu quả hoặc có thể gây kích ứng cho da. Sai lầm tiếp theo, không làm sạch máy sau mỗi lần sử dụng. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ của máy mà còn có thể là nguyên nhân gây kích ứng da. Lỗi sai thứ ba, việc sử dụng máy quá lâu trong một lần là một sai lầm lớn. Thay vì làm sạch da, việc này có thể làm tổn thương da, gây đỏ và kích ứng. Lỗi sai thứ tư, các chị cũng cần chú ý đến việc áp dụng lực quá mạnh khi sử dụng máy. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất làm sạch mà còn có thể gây tổn thương cho da. Một lỗi quan trọng mà các chị cần nhớ, không nên sử dụng máy khi da đang có vết thương hoặc viêm nhiễm. Điều này có thể làm tồi tệ thêm tình trạng da. Và đừng quên, việc không đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cũng là một sai lầm. Hướng dẫn này cung cấp những thông tin quý giá về cách sử dụng máy sao cho hiệu quả nhất. Lỗi sai thứ 7, việc sử dụng máy trên da mắt cũng là một sai lầm. Vùng da này rất mỏng và nhạy cảm, việc sử dụng máy có thể gây kích ứng và tổn thương. Đôi khi, việc không kiểm tra pin và sạc đầy máy trước khi sử dụng cũng gây phiền toái. Đảm bảo máy luôn sẵn sàng sử dụng sẽ giúp quá trình làm sạch diễn ra suôn sẻ hơn. Lỗi sai thứ 10, không bảo quản máy ở nơi khô ráo và thoáng mát sau khi sử dụng cũng là một điểm cần lưu ý. Điều này giúp máy kéo dài tuổi thọ và luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo. Cuối cùng, chỉ sử dụng máy mà không dùng kem dưỡng sau đó, sau khi làm sạch, da cần được cấp ẩm và bảo vệ. Hãy sử dụng kem dưỡng phù hợp sau mỗi lần sử dụng máy. Vậy là các chị đã cùng Nu88 khám phá 10 sai lầm thường gặp khi sử dụng máy rửa mặt Lumi Spa IO. Đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và vẻ đẹp của làn da. Hãy luôn nhớ rằng, da của chúng ta xứng đáng nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Cuối cùng, điều mà Nu88 muốn khẳng định với chị là mỗi sản phẩm từ đại lý đều đi kèm với phiếu công bố chứng nhận chính hãng của Bộ Y tế và của công ty Nu Skin. Đây không chỉ là minh chứng cho sự chất lượng, mà còn là cam kết sự minh bạch và trách nhiệm của Nu88 đối với chị. Bởi vì, tại đây, sự tin cậy của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Nu88 không chỉ là một nơi mua sắm, mà còn là một trải nghiệm độc đáo với 7 cam kết vàng đầy tâm huyết. Khi chị đến với đại lý, chị không chỉ mua sản phẩm mà còn nhận được những giá trị vô giá khác. 100% sản phẩm đều có phiếu công bố kiểm định của Bộ Y tế. 100% sản phẩm chính hãng từ công ty. Giá sản phẩm cam kết tốt nhất trên thị trường. Để được nhận giá tốt nhất, các chị liên hệ ngay với đại lý qua hotline 083-551-9999. Đồng thời inbox với fanpage của Nu88 để biết thêm chương trình sale về các sản phẩm của đại lý. Cảm ơn các chị đã dành thời gian cùng Nu88 hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tips chăm sóc da hay ho khác. Chúc các chị một ngày tràn đầy năng lượng và tự tin với làn da khỏe đẹp. Hẹn gặp lại!